Xin chào tất cả anh em. Hôm nay mình đến với ngày thứ hai của cuộc triển lãm quốc phòng Việt Nam Defense Expo 2022. Hôm nay thì mình sẽ tập trung nhiều hơn về cái không gian bên trong triển lãm theo yêu cầu một số anh em ngày hôm qua. Thực ra là ban đầu là mình chỉ định nói sơ qua các gian hàng thôi và sẽ tập trung vào một số cái gian hàng chính. Tuy nhiên là có một số anh em thì cũng có nói là muốn nói xem sâu hơn vào bên trong, với cả có những anh em ở xa không thể đến được. Thì ok, hôm nay thì mình sẽ làm kỹ hơn về cái không gian trong nhà. Tất nhiên là chúng ta sẽ có một vài cái điểm nhấn nhá. Đấy. Ok. Từ chiều nay thì mọi người nhớ nhất, từ chiều nay những anh em nào ở Hà Nội hoặc các tỉnh khác quanh Hà Nội thì có thể đến tham quan tự do cả chiều nay và từ ngày mai, và cả ngày mai luôn. Còn sáng nay thì mọi người phải có thẻ an ninh mới vào. Những ai mà vào được chiều qua rồi thì mình, chúng mình sẽ có luôn có thẻ an ninh. Còn sáng nay tập trung chủ yếu vẫn là các đoàn khách của các đơn vị quân đội, rất là đông lắm. Màu nào cũng có luôn, lục quân, không quân, hải quân. Cho nên cái cơ công tác an ninh buổi sáng nay cũng tương đối là chặt chẽ. Sáng nay là một số ấy là cầm theo giấy mời còn chả vào được cơ, mà phải có thẻ an ninh. Thẻ an ninh. Ok, bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu với cái không gian trong nhà. Ok anh em, khi mà mình bước vào từ cổng A của khu triển lãm trong nhà thì cổng A sẽ là của các sản phẩm ngành công nghiệp quốc phòng Việt Nam. Đây là của Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng này. Về cơ bản thì gian hàng của Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng họ sẽ tập trung khá nhiều vào vũ khí bộ binh, những cái sản phẩm mang tính cơ khí, là những thế mạnh của mình hiện nay. Còn cái sản phẩm có chứa hàm lượng công nghệ cao thì nó sẽ không nhiều lắm. Đấy, bây giờ chúng mình sẽ bắt đầu đi vào nhá. Thì trong cái bản tin mang tính tổng quan này thì mình sẽ đi lướt qua thôi, và mình như đã nói là mình sẽ chỉ nhấn nhá một vài cái điểm. Ok, bây giờ chúng ta sẽ đi sâu lên một chút. Mình sẽ cố gắng nói to một chút, tuy nhiên là cái chất lượng âm thanh có thể sẽ không tốt lắm, bởi vì trong nhà này thì cũng khá là nhiều người. Mình sẽ cố gắng làm sâu hơn khi mà có điều kiện hơn. Thì đây, đang đứng trước mình đây là một cái ụ súng máy tự động đấy, có thể lắp đặt trên xe thiết giáp, xe tăng hoặc là các phương tiện tàu bè. Nó tích hợp một cái khẩu NSB do nhà máy Z11 sản xuất. Thì trên cái bệ này thì nó có lắp khí tài quang điện tử để trinh sát ngắm bắn và điều dẫn bắn từ xa. Đây thì nó cũng đã ghi rõ rồi, 12-7 Remote Control Weapon System, hệ thống vũ khí điều khiển tự động 12-7 do Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng Việt Nam sản xuất. Thì hệ thống này thì dường như đã bắt đầu được tích hợp ở trên một số đơn vị rồi đấy, đặc biệt là trên một số cái tàu cũng như. Đây là một số cái sản phẩm của về liên quan đến ví dụ như là gói MRE, tức là một số cái gói ở đây, xin lỗi các bạn, đây là gói tiêu độc của nhà máy I-61 này, một số thiết bị mang tính của binh chủng họp. Đây, một số loại vũ khí bộ binh chủ yếu tập trung ở đây là súng cối này, súng không dẫn chống tăng này, rồi là hệ thống gọi là phá rào FR, hệ thống phá rào FR. Các bạn nhìn này, ở dưới cái phần này nhá, mà nó có cái khói thuốc nổ kèm ấy, thì khi người ta phóng thì nó sẽ tạo ra một cái hành lang cho lực lượng bộ binh đột kích. Đây là súng không dẫn chống tăng rồi. Đây là súng cối 60mm do Việt Nam sản xuất, bên trong kia là súng cối 100mm. Đây là một số cái sản phẩm về áo giáp chống đạn. Ở đây thì họ cũng trưng bày không đầy đủ lắm đâu, mình còn khá nhiều mẫu áo giáp nữa. Đây là cái thiết bị của binh chủng phòng, mặt nạ phòng độc, cái bộ khí tài phòng chống xạ sinh hóa đấy. Về mặt bên ngoài thì chắc chắn là nước mình sẽ không bao giờ mong muốn là mình sẽ phải đối đầu cuộc chiến tranh như vậy nhé. Chúng ta đang đứng ở phía sau khẩu cối 100mm này, Đấy, chúng ta đã làm chủ cái khẩu cối này từ khá lâu rồi. Ra cái khẩu 400mm là ta làm theo cái thiết kế của riêng ta rồi, bởi vì cái chuẩn của Liên Xô thì nó có đến cối 82, có 120, 160, đấy, cối 60 đi. Đấy. Nói chung là về cối chế tạo chúng ta có thể khả năng chế tạo của ta đã có từ cái thời kháng chiến chống Pháp, trên kháng chiến chống Mỹ thì tiếp tục cái hoàn thiện. Và hiện nay thì cái chế tạo cối không có gì khó khăn lắm.
chủ yếu là ta cũng đã tiến hành ta cải tiến một số cái loại đạn nó mang tính sát thương cao hơn và đánh chính xác tốt hơn. Còn cái kia là FMV gọi là khí tài phá giảm. Có thời gian thì mình sẽ có một số cái tài liệu mình sẽ làm sâu hơn về cái khí tài phá giảm này. Tài phá giảm cũng khá là hay đấy, nó là một cả một công trình nghiên cứu đấy. Nó liên quan đến việc đột kích cho bộ binh qua các cái hỏa điểm phòng thủ. Đấy. Cụ thể ở đâu như thế nào chúng ta sẽ nói trò chuyện sau nhé. Ok, đây là một số cái sản phẩm. À đúng rồi, cái này là phải lấy đấy, hay khá hay. À, một số cái tàu bè do Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng Việt Nam sản xuất này. Đây khí tài này, ammunition. Anh em nào đến chiều nay thì nhớ lấy những cái này nhé, cực kỳ hữu ích đấy. Bắn súng. Đây là súng chống UAV đây nè các bạn. Súng chống Freicam CA18GL tầm bắn hiệu quả 20 km, công suất của nó là hơn 40W. Hàng súng ống đạn dược này, nhìn hay không anh em? Đây chúng ta đang đến với tiếng ngược sáng và trời. Không, thực ra là nó hơi tối đấy. Nó bao gồm súng chống tăng SCT-41 là phiên bản Việt Nam của súng chống tăng RPG-7, hay chúng ta gọi nó là B-41 là phiên bản Việt Nam và gắn kính ngắm của chúng ta sản xuất. Phía dưới là súng bắn tỉa SPT-7MK4 7.62mm. Súng bắn tỉa đấy, súng chống bắn tỉa cũng một cái sản phẩm do chúng ta sản xuất. Đây là súng đây là súng sao họ chú thích là piston nhỉ? Họ gọi nó là súng lục nhưng mà nó gắn ống phóng nhiều đạn ở phía dưới SN7P. Đây là súng trường tiến công STV-416. STV-416 nó hơi tối các bạn nhé. Đây là khẩu này thì rõ rồi, STV-380 7.62 đi. Có thời gian mình sẽ làm sâu hơn nhé. Súng lục SN7M, súng lục tự động SN7TD, STV-410 này, STV-215. Đây, phía dưới là súng chống tăng SCT-41 với đạn nhiệt áp DNA-41, sản phẩm do Công nghiệp Quốc phòng Việt Nam sản xuất. Súng cối chất âm STA-50. Một series hệ thống kính nhìn đêm, công nghệ nhìn đêm này chúng ta đã gần như là chúng ta nắm chủ được hoàn toàn rồi đấy, của súng chống bắn tỉa này, súng chống tăng này, súng máy này, rất là nhiều loại luôn. Trung Liên DL7N, ta làm theo mẫu PKM của Liên Xô. Vậy đạn này thì mình không nói sâu các bạn nhé. Vậy đạn này, ngòi không sao, đây nó hơi tối. Đây, đạn của Trung Liên, đạn của đầu đạn của pháo 130mm này, M46 này, đầu đạn của 122mm D74 này, đầu đạn của pháo 152mm D20 này, đầu đạn của pháo mi đẩy 76mm này. Đây, đây là liều phóng, vỏ liều phóng của pháo 130mm, 122mm D74, 152mm D20, đạn pháo cao xạ 57mm.
Tạ Xuyên. Wow. Ôi, cái này là phải làm sâu đấy. Ôi, đại tán Thanh Xuyên này. Đạn APFSDS 100 ly. Ôi, ta làm được đạn đạn pháo, đạn chân tăng rồi. Còn rồi, đạn Thanh Xuyên APFSDS luôn. Không phải là APDS. Đây, đạn xuyên động năng. Chúng ta hay nói hay nghe nói cái từ đạn xuyên động năng, một khả năng xuyên rất là lớn luôn. Trong pháo tăng 100 ly ta đã làm được rồi. Quá tuyệt vời anh em ơi. Đây. Đạn pháo 100 ly, đạn pháo lễ 105 ly M2A1 và 2A2. 85 ly, ôi, đạn support 85 ly. Đây, đạn pháo DC-30 ly, pháo hải quân, tức là cái tổ hợp AK-630. AK-630 trên các tàu hải quân của ta ấy. Đạn 25 ly của hải quân này. 25 ly thì trường trang bị trên tổng số cái tổng phóng nồi và tổng pháo. Đạn cao xạ 23 ly này, 14 ly 5. Ngon luôn. Ngon đẳng cấp đấy. Được không? Tự chủ được cái đạn là ngon lắm. Cái này nó là một số cái mô hình của tổng hải quân. Cái này thì ta cũng không cũng yếu. Đây, tàu đề án 12418 Monia thì ta gọi là tàu 500T. Tàu có tên thì 400 thì bây giờ ta gọi là tàu tuần tra tốc độ 400T. Cái này thì cũng không phải lắm, chưa có mẫu nào mới. Ok. Anh em thấy thế nào nhỉ? Ổn đúng không anh em? Quá ổn luôn nhỉ? Đấy, chúng ta sẽ đi về hướng nào đây? Ok, chúng ta đi tiếp nha. Có thể nói là công nghiệp quốc phòng Việt Nam đang có những bước tiến vượt bậc, đặc biệt về vũ khí lục quân mà riêng và ta tự chủ được phần lớn đạn dược thì điều tốt nhất. Nói thế thôi, súng thì phải có đạn, hệ thống tên lửa thì phải có đạn. Ta mà tự chủ được cái phần đấy cực kỳ luôn, cực kỳ là có giá trị. Đây, chúng ta đến cái phần đây là phần công ty chuyên về ám sát, ám sát bảo vệ, thì chuyên về ám sát bảo vệ. Bọn này là bọn nào nhỉ? SMPP là bọn nào chứ? Đây, ở đây có một cái gian, là gian của công nghiệp quốc phòng Indonesia. Hey, hey. Thôi thì ta hồi năm 2016 công nghiệp quốc phòng của mình cũng tham gia triển lãm của họ và bây giờ họ tham gia lại, chuyện đó là bình thường thôi. Indonesia thì hiện nay cũng đã đạt được một số những cái thành tựu đáng kể. Ngành công nghiệp quốc phòng ở Đông Nam Á họ đã là được, có thể coi là nước Đông Nam Á đầu tiên có khả năng gọi là chế tạo máy bay quân sự, kể cả gọi là lắp ráp được thì họ cũng đã là nước đầu tiên có khả năng đạt được cái khả năng lắp ráp. Ba cái máy bay NC-22i của lữ đoàn 98 hiện nay là ta nhập khẩu từ dây chuyền của họ. Tất nhiên là bên Tây Ban Nha thì họ giữ bản quyền, tập đoàn Casa của Tây Ban Nha họ giữ bản quyền. Tuy nhiên là cũng phải nói thật là Indonesia họ cực kỳ giỏi, cần phải công nhận cái điều đó. Tất nhiên là hiện tại thì họ vẫn đang lắp ráp theo cái kiểu là thành phẩm cầm tay chỉ việc thôi, nhưng mà họ làm được như thế cũng là tuyệt vời rồi. Họ cũng đã tự sản xuất được hàng nghìn xe thiết giáp chở quân ấy. Hiện nay cũng đang phát triển xe tăng hạng nhẹ, tự thiết kế được một số loại tàu chiến cỡ nhỏ, đặc biệt là tàu chiến tên lửa có tích hợp cái hàm lượng công nghệ cao, đóng được tàu đổ bộ gần 10.000 tấn, rất là giỏi. Đây, mình sẽ vào qua của họ một chút nhé. Đây, một số cái mẫu sản phẩm của họ, như là dòng xe địa hình. Đây, họ chỉ mang đến chúng ta là những cái mô hình đâu. Không. À đây. À, súng trường tiến công nội địa của họ này. Súng tiền tiến công Senjata SF2 bên P5A1 cỡ 55.56x45 ly. Nói chung là họ đang không mang đầy đủ lắm nên cũng không nói được gì nhiều đâu. Thời gian chúng ta sẽ nói với họ sau. Có khá nhiều đơn vị, tuy nhiên là chỉ có một số đơn vị nhất định thôi. Hello anh em, chúng ta đang đến với gian hàng của công nghiệp quốc phòng Ấn Độ. Năm nay thì có thể nói là công nghiệp quốc phòng Ấn Độ họ đổ bộ cực kỳ mạnh mẽ luôn. Có thể nói là toàn bộ những cái gì của họ, tinh hoa của họ là họ trưng bày hết. Lát nữa mình sẽ qua làm một cái show về Ấn Độ chi tiết hơn nhé. Hiện nay thì ở đây thì có thể thấy là họ đã trưng bày một loạt các cái như ví dụ, như là đạn tên lửa của tổ hợp tên lửa phòng không Akas. Đây là một cái phương án họ cũng đã chào hàng ta nhiều lần rồi đấy.
Đấy, Akash thì thực ra là nhìn cái đạn của Akash này, các bạn ghi nhớ cái đạn của nó nhé, nó có bốn cái đường tên khí ở đây này. Nó thực ra là nó họ phát hiện có sử dụng một phần công nghệ cũ của tên lửa Samsung, hay tổ hợp 2K12 cấp đấy. Đấy, đạn 3.9 của Samsung. Tất nhiên là có cải tiến sâu hơn rồi, sâu hơn cả về hệ thống radar cũng như các hệ thống khác là thiết kế theo tiêu chuẩn hiện đại. Thì cái tổ hợp này thì có cái tầm cái phạm vi tác chiến của phiên bản xuất khẩu của nó là 3 đến 25 km. Cái tốc độ lệch mach 1.8 đến 2.5, trần bắn là từ 30m đến 18 km. Tổ hợp này có thể phù hợp với việc tiêu diệt các loại trực thăng UAV hay chính xác. Một tổ hợp này thì có khả năng là theo dõi 64 mục tiêu và phóng 8 đạn đánh 4 mục tiêu cùng lúc. Đấy. Cái tổ hợp này thì giá cũng tương đối rẻ, giá không quá đắt đâu. Tuy nhiên là với tầm bắn là 3 đến 25 km thì nó cũng chỉ ngang với tên lửa Sam 3 của ta hay là S125 2TM Petra 2TM của ta thôi. Tuy nhiên là mới đây thì họ có quảng bá cái mẫu tên lửa Akash-NG thì nó tăng tầm bắn lên 70 km. Đấy. Thế như đây. Tiếp theo là tên lửa Helina, tên lửa chống tăng Helina. Thực ra thì không hiểu tại sao họ lại giới thiệu cái này. Tên lửa phòng tất không đối không Acha, cái này còn này làm theo kiểu R-77 của Nga đây. Acha này hiện nay đã được tích hợp lên máy bay Infinity-20MKI của họ. Cái tầm phóng đâu đó khoảng 100 km, có đầu tự dẫn radar chủ động. Đây là tên lửa chống tăng Helina. Tên lửa chống tăng Helina này là một phiên bản phóng từ trực thăng của tên lửa chống tăng NAV. Thì phiên bản NAV ở trên bộ ấy, nó có họ do họ phát triển thì có tầm bắn khoảng 20 km. Thì con Helina này thì họ cũng giới thiệu là thì rút ngắn cái tầm bắn từ nó xuống còn khoảng 500m đến 7 km. Con này là tên lửa chống tăng Helina phóng từ trực thăng. Đây, cái này là mình đã từng giới thiệu với các bạn rồi đây. Đó là ngư lôi hạng nhẹ 324 ly do tổ chức nghiên cứu phát triển của phòng Ấn Độ phát triển. Con này đã từng được đồn đoán là hình như là mình cũng mua đấy hay sao ấy. Nếu mua thì đúng thì cũng không biết được. Nhưng đại thể là một cái công nghệ riêng của họ, tầm bắn đâu đó khoảng 20 cây số, công nghệ mới đấy, họ cũng sử dụng những cái công nghệ mới. Cái này sẽ chi tiết hơn sau nhá, ta cứ từ từ thôi, lần nữa ra đi lấy catalog. Hôm nay họ đưa đến mùi ác phết đấy. Đây là máy bay cảnh báo sớm, nó sử dụng cái khung gầm hình như của dòng MB của bọn Brazil ấy, nhưng mà trang bị các cái công nghệ do Ấn Độ phát triển, trong đó họ tích hợp cả cái công nghệ anten của thằng Israel nữa. Nói chung là mình đang thấy là có cái gì họ thì họ đem hết đến đây họ giới thiệu, nó mang tính chất nó vừa là quảng bá cái công nghệ của họ là đúng hơn là việc đi chào hàng ai đó. Nó nhiều cái nó kỳ lạ lắm. Đây ví dụ như là hệ thống sonar gắn dây thân X-Mai này. Ôi giời ơi, nhiều quá. Máy bay tiêm kích LCA Tizas của họ đây này. Máy bay tiêm kích hạng nhẹ gọi là lịch sử phát triển, gọi là lâu đời đây. Mất khoảng tầm 30 năm rồi mà cũng chưa xong đâu. Vẫn còn đang chật vật lắm. Tizas nhưng mà hàng thì 503 mẹ. Động cơ Mỹ, radar thì của Israel hay sao nhỉ? Nói chung là trong cái phần này, hàm lượng công nghệ của họ chỉ một phần nhỏ thôi, một phần vừa phải. Phần làm còn lại là mua công nghệ từ bên ngoài. Không phải thông cảm, có những cái nó thế thôi. Ngay cả Ấn Độ họ cũng không thể làm chủ được hết. Đây dòng một dòng xe nữa, nó phải nói là xe thiết giáp chở quân bánh lốp Tata của họ, 8x8, cấu hình 8x8. Chi tiết ta nói sao? Ok. Vẫn là Acha và Helina, xong là trưng bày 5 thế các bố. Chia cũng Helina, đây cũng Helina. Ở đây có một thứ cũng hay này. Đây là vũ khí thông minh tấn công các cái sân bay. Nó như một dạng tên lửa hành trình vậy. Tầm bắn từ 90 đến 100 km. Nó như một dạng tên lửa hành trình ấy. Nhưng mà cái này nó sẽ giống với bom lượn hơn nhá. Bom lượn tức là sử dụng hiệu ứng khí động học. Nó lượn. Nó ném ví dụ khoảng độ tầm càng cao thì nó bay càng xa. Đây. Nhìn giống tên lửa hành trình nhưng nó là bom lượn không động cơ. Đây lại tên lửa chống tăng, đây là tên lửa chống tăng thế hệ 3 Fire and Forget, tức là tên lửa chống tăng bắn và quên. Đây tầm bắn từ 200 đến 2.500 m. Đây phiên bản là mang vác cá nhân.
chắc là phải đẩy nhanh tốc độ thôi. Đứng mỗi mấy gian hàng này mất xử 20 phút rồi anh em ạ. Lát nữa chắc là quay lại đây lâu lâu hơn một tí nha. Không nhiều lắm ấy. Con bố này vác toàn bộ nền công nghiệp quốc phòng mình sang nước mình luôn. Nhưng mà cách trưng bày thì có vẻ là nó thế nào thì cũng hơi bị nhồi nhét lắm. Một số thứ thôi. À đây, mô hình đậm chất Ấn Độ đây. Mô hình xe tăng T90S phiên bản do Ấn Độ sản xuất theo giấy phép chuyển giao công nghệ từ Nga đến bằng Nga. Cái phiên bản T90S này thì nó có một cái đặc điểm khác so với T90 của mình, đó là việc là cái hệ thống phòng vệ chủ động Stora nó thiếu hai cái đèn nhiễu. Họ đã loại bỏ đi hai cái đèn nhiễu đấy. Còn lại thì về cơ bản thì gần như nhau, gần giống nhau. Riêng ống kính ngắm thì họ sử dụng tổ hợp kính ngắm Thales Catena FC của Cộng hòa Pháp. Xe tăng chủ lực Azun họ phát triển thì cũng đây cũng là một cái dự án mà tương đối là lâu, phát triển rất là lâu rồi mà cũng chưa đi đến đâu cả, chưa hoàn thành, rất là nặng. Nó sử dụng công nghệ pháo của Đức, pháo 120mm của Đức, công nghệ giáp phản ứng nổ thì của Ấn Độ. Nói chung là cũng vất vả lắm. Azun thì đây những phiên bản Azun MK2. Xe tăng T72 do T72 phiên bản do Ấn Độ sản xuất với công nghệ giáp phản ứng nổ của họ. Giáp phản ứng nổ rất là phát triển. Nó có sử dụng cái công nghệ động cơ của Ba Lan, động cơ 1000 mã lực của Ba Lan thay bằng. Thực ra đây là phiên bản T72M1 Liên Xô chuyển giao công nghệ. Đấy, họ sản xuất trong nước nhưng có nâng cấp theo cấu hình riêng của họ. Họ có khoảng hơn 1000 xe loại này. Đây là xe cứu thương trên cung gầm xe BMP2 Ấn Độ phát triển. Nhiều mô hình thấm ăn. Đó là cối tự hành. Đây là xe chiến đấu bộ binh BMP2 nâng cấp phiên bản tại Ấn Độ, ICV Saras. Nó thay pháo 2A4230D bằng pháo 30 vẫn sử dụng pháo 2A4230D. Thế thì nâng cấp kích gì nhỉ? Tên lửa vẫn là con khô. À đây rồi. Hạng mục nâng cấp là hệ thống ngắm thế hệ 3 cho trưởng xe và pháo thủ, tích hợp hệ thống điều khiển hỏa lực cho tất cả các loại vũ khí, tích hợp màn hình màu đa năng cho pháo thủ và trưởng xe, hệ thống theo dõi mục tiêu tự động, màn hình cung cấp cho lực lượng bộ binh trong xe cái khả năng nhận thức tình huống ở bên ngoài. Đây là xe trinh sát, nó gọi là xe trinh sát thì xe trinh sát công binh. Đây xe trinh sát công binh, tất cả đều nằm ở trên gầm BMP2 của Nga nhé. Đấy, BMP2 của Liên Xô thực ra là Ấn Độ họ mua giấy phép sản xuất toàn bộ đấy, một số cái dòng của họ tạm thế. Gian hàng của Ấn Độ nó mất thời gian quá, sẽ phải quay sâu lại đây pháo binh thôi, tạm thế đi anh em ơi. Mỗi ông này mất xử hết thời gian. Sang doanh nghiệp và chế tạo hệ thống tên lửa hành trình siêu âm tốt nhất thế giới, BrahMos. BrahMos trên họ đã tích hợp thành công để phóng trên máy bay tiêm kích Su-30 MKI. Ok. Ok, tổ hợp BrahMos, liên doanh BrahMos. Thực ra BrahMos thì giữa là một cái tên ghép từ chữ Braha của Ấn Độ. Đây là hệ, nó có 3 phiên bản. Phiên bản phóng, 3 phiên bản chính. Phiên bản phóng trên bộ, đây phiên bản đầu tiên được phát triển này. Phiên bản phóng trên bộ hiện nay Philippines đã nhập khẩu cái phiên bản này. Họ sắp được bàn giao rồi. Cái phiên bản thứ hai là phiên bản hải quân. Phiên bản hải quân thì triển khai trên các tàu trên mặt nước, bao gồm các tàu ngầm tấn công và tàu mặt nước, ví dụ như tàu tên lửa nhỏ. Thì đây là một cấu hình khá giống với cấu hình của tàu tên lửa đề án 12418 Montreal ở Việt Nam đây. Thì họ có một cái phương án này, cái phương án là tích hợp mà thay vì 16 đạn Guadalcanal thì tích hợp trên 2 bệ 18 đạn. So với các Guadalcanal thì tầm bắn hơn gấp đôi, tầm bắn của nó gần 300 cây số tốc độ siêu âm luôn. Ngon không? BrahMos hệ thống tên lửa bờ
nổi tiếng của họ đây. Tổng khu trục, không hiểu là họ đem cái này làm gì, ai mua tổng khu trục đây. Trong số này hiểu. Nhìn vào thiết kế của nó thì mình nhận ra được một con mô hình họ làm xấu vậy. Con này là khu trục dai rút hay là đây hy nhỉ? Nhưng đại thể thì con này là làm một cái thiết kế từ thời Liên Xô. Đây này, đây là phiên bản trên tàu hải quân của tên lửa Samba, phiên bản hải quân. Đấy, vậy là view sóng nghiệp mô hình này họ làm xấu thật đấy. Ramos, vậy người lôi. Đây, là ra mút tiếp. Nằm cha bà mẹ thật đấy. Là phiên bản Su-31KI với tên là ra mút. Nhận xét chung là Ấn Độ mang đến đây rất nhiều sản phẩm, nhưng mà mô hình làm xấu quá đi bao giờ. Xấu thật sự luôn ấy. Tưởng tượng làm sao mà họ làm xấu, kém hơn ở Việt Nam. Con này phải công nhận là như thế luôn. Ok, giờ chúng ta đến với một số cái Ấn Độ năm nay một đồ bộ có thể nói là khủng khiếp đấy. Đây là một cái gian hàng của công ty Larsen & Toubro chuyên về vũ khí hải quân. Đây là về người lôi 324 ly của họ. Tàu đánh chặn này, thiết kế tàu ngầm mini SOV 400 Larsen & Toubro. Mini N400 đây, nó làm cái mặt cắt tương đối đẹp. Đây là đốc nổi. Mình đã phải mua một cái đốc này của Nga giá đắt phết đấy, để phục vụ cho việc hậu cần cho đội Kido. Nguyên một cái sứ đốc nổi này, tàu đốc kỳ luôn. Xem thì có bảo là cái gian hàng của Nhật năm nay họ cũng khá nhiều cái sản phẩm. À, họ chào hàng con Subaru UH2 này, phiên bản cải tiến UH1. Đấy, cải tiến hiệu suất và độ an toàn hơn so với UH1, khả năng bảo trì tốt hơn. Và chúng ta là kết tinh của thân máy bay đạt được thử thách qua nhiều năm hoạt động quân sự, nó chính là UH1 ấy. UH1 những phiên bản của Nhật Bản, UH1 thay vì sử dụng cánh quạt 2 chấu chơi 4 chấu luôn, tăng nhiệt độ ổn định. Nó giống như là phiên bản UH1 Test Whisperer. À quên, xin lỗi các bạn, UH1Z của Mỹ ấy. À quên, nó là UH1E Venom của Mỹ ấy. Nó cũng thiết kế theo kiểu như thế này. Số sản phẩm của Nhật Bản. Con này chính là Mogami đây. Mogami phiên bản Nhật Bản ấy. Xuất khẩu đấy, anh em xuất khẩu đấy. Công nghệ radar thì là công nghệ radar của Toshiba. Đây đang đông quá. Bạn là mình sẽ quay lại sau. Tổng công ty kỹ thuật công nghiệp quốc phòng GAS đây. Đây là đơn vị này là chuyên thực hiện các hợp đồng mua sắm vũ khí đấy anh em ạ. Là một chuyện mua sắm vũ khí, nhưng mà các bố thì cũng không, lần nữa phải xin một cuốn mới được, phải đi thu mua mới được.
Grab. Còn VKP này của bọn nào nhỉ? Nhưng mà VKP này gần lắm. Quên xứ của bọn nào? Hình như của Ba Lan hay sao ấy. Bọn này là bọn nào nhỉ? Nhiều quá. Nhưng thôi, Ba Lan để sau. Chúng ta ra tập đoàn Rafael của Israel đi. Israel cái này lát nữa sẽ làm riêng luôn một cái tổ hợp vũ khí điều khiển tự động Samson có thể lắp trên xe thiết giáp của tàu hải quân, tích hợp một khẩu pháo tự động và hai tên lửa chống tăng Spy. Đấy, giải pháp của Israel này nó có thể tích hợp trên cả xe thiết giáp luôn. Mình muốn mua tích hợp trên BTR-15 hạm được đấy, lắp được chẳng qua là muốn hay không, muốn có tiền hay không. Đấy, trên cái tổ hợp này nó đã gắn sẵn cả tổ hợp quang điện tử, chính xác nằm bắn tự động luôn, đạn nạp từ trước cứ thế mà phang xong lại đi nạp tiếp, núp lùm đi đâu đấy ngả lại nạp tiếp. Đây tên lửa này thì năm nay có thể nói là Israel cũng là một trong những cái gian hàng họ đưa tới khá nhiều cái sản phẩm mang tính chất là hiện đại đấy, của họ tinh hoa của họ, giá tinh hoa của họ nhá, tinh hoa của họ nó mới đem đến. Một trong những cái mà mình muốn nói với các bạn đây đó chính là tổ hợp tên lửa chống tăng Spy. Để tổ hợp tên lửa chống tăng Spy này là một thành tựu của họ, thành tựu của họ, chục năm của họ, nghiên cứu của họ cực kỳ hiện đại, có thể nói là từ mà mới chính thức đưa vào phục vụ từ năm 2007, nhưng mà cho đến nay nó khoảng 20 đến 30 quốc gia đã mua rồi. Còn nó ở kể cả những cái cường quốc về quân sự như là Ấn Độ, như là Mỹ họ đã mua Spy cho tên lửa phiên bản mang phóng trên trực thăng tấn công Apache. Đấy, phải nói rằng là đây là thì so với Javelin của Mỹ thì Spy nó gần tương đương. Có thể nói là Spy nó là được xếp vào công nghệ chống tăng, tên lửa chống tăng thế hệ thứ tư, có khả năng bắn bằng quên, có khả năng ôi dồi, ở đây nó nói là thế hệ thứ 6 này. Đấy, không phải tư mà là 6 luôn đấy. Đấy, tức là nếu mà so với Spy so với Javelin thì nó có khả năng bắn bằng quên tương đương này, có cấu hình tự dẫn hồng ngoại tương đương này, có khả năng tấn công đột nóc và về mặt tầm bắn thì hơn hẳn luôn. Ví dụ nha, đây chúng ta sẽ đến với những cái loại Spy RR, đây là bản tầm ngắn, bản hạng nhẹ mang vác này, tầm bắn 2 km. Spy RR2 bản này cũng có thể là mang vác được 5.5 km. Spy RR2 ở đây thì bản này có hai phiên bản, một là mang pháo trên mặt đất, một là mang vác, hai là gắn trên xe tự hành, tầm bắn khoảng 10 km, đến với trực thăng là 16 km luôn. Và Spy Nload là bản cao cấp nhất, là bản phóng trên xe tự hành ở mặt đất là 32 km, phóng trên trực thăng là 50 km, rất khủng khiếp luôn. Spy Nload, mình đọc lịch sử thì Spy Nload này là họ phát triển sau khi họ nhận ra được cái vai trò của tên lửa chiến thuật trên chiến trường sau cuộc chiến tranh Yom Kippur năm 1973, mà họ cũng đã giành chiến thắng vang dội trước quân đội Ai Cập và Liên minh các nước Ả Rập. Sau cái cuộc chiến đấy thì coi như là Ai Cập chịu thua, Ai Cập thua là thôi thì làm hòa, thì gọi là ghét nhau thì ghét, nhưng mà thôi chúng ta làm hòa với nhau. Ok, đây chúng ta tôi sẽ cho các bạn xem cái bản Spy Nload. Spy Nload đây là giá bạn đặt trên giá ba chân, đạn thì là ống phóng dùng một lần, đầu dò hồng ngoại của nó đây, cái tổ ống phóng đây nó giống hệt như Javelin. Nó có thể mình có thể ngồi mang vác được, với phiên bản hạng nhẹ thì có thể đặt ở trên vai và phóng được, với phiên bản hạng nặng hơn thì phải đặt trên giá ba chân như thế này. Tổ hợp của nó ở dưới nó còn họ còn có bản phiên bản gọi là Spy Firefly, tức là bản gọi là đạn thuần kích ấy, gọi là drone cầm tự ở đạn thuần kích, rất là hay. Israel thì nó vua cái này. Ok, chúng ta đến với tổ hợp tên lửa phòng không Spider. Spider thì chúng ta đã có bên ngoài rồi. Spider. Lát nữa chúng ta sẽ ra ngoài kia chúng ta xử lý đi. Spider thì dấu nổi tiếng quá rồi, chắc là sẽ không cần phải giới thiệu với nhiều nữa. Tổ hợp tên lửa tầm ngắn tiêm tập trung với Israel. Việt Nam đã mua 3 tiểu đoàn. Ta sẽ ra phía trước của họ xem cái gì nhé. Rafael.
gian luận là gian của Cộng hòa Séc thì không nổi bật lắm đâu, nhưng mà nó sẽ có một cái nổi bật ngoài kia kìa. Nhưng mà chúng ta sẽ kết nối nó với cái này, lát nữa chúng ta sẽ xem. Đây, ở đây cũng là một gian hàng của Israel, tức là thuộc về tập đoàn EIE, tập đoàn công nghiệp hàng không vũ trụ của nó. Đây, họ đã mang đến cho chúng ta lần này, họ giới thiệu khá hoành tráng, đó là tên lửa đạn đạo Lora. Lora tầm bắn 90-300 cây số, là bán của khả năng xuất khẩu nhá. Hệ thống định vị toàn cầu, có thể đặt trên các phương tiện bắn phóng tự hành. Đây ví dụ như là rồi kiếp đấy. Đây, sức mạnh hỏa lực tăng cường cấp tiểu đoàn 3x4, 48 tên lửa trên bệ phóng sẵn sàng chiến đấu, 48 tên lửa trên xe nạp và nạp lại trong vòng chưa đến 60 phút, có thể phóng hết 48 tên lửa chỉ trong vòng 2 phút, bắn 10 phút để chuyển trạng thái hành tiên sân chiến đấu, chạy 3 phút để chuyển trạng thái để chiến đấu bành tiến, cực kỳ luôn. Này gọi là bánh tráng đấy. Wow, đây rồi, họ đã trao hàng cả tên lửa phòng không, tổ tên lửa phòng không kiêm phòng thủ tên lửa Barak mới này. Quay, không thèm Barak 8 luôn, chơi hẳn Barak mới. Hệ thống có khả năng đối phó với các chiến đấu cơ đa nhiệm, tên lửa hành trình, UAV, phòng thông minh, cấu hình rất là linh hoạt dành cho hải quân, căn cứ mặt đất, khi tải cơ giới tác chiến di động. Tổ hợp Barak được trang bị 3 đạn kiểu đánh chặn, gọi là Barak MRAD tầm bắn 35 km, Barak LRAD tầm bắn 70 km và Barak ER với tầm bắn 150 km. Lưu ý là hồi giữa năm nay thì đã có tin của Israel về việc là họ đã chào hàng chúng ta tên là Barak 8, và Việt Nam đang tính toán việc đó, khả năng sẽ mua ít nhất là một vài hệ thống với đơn giá lên đến 500 triệu đô la. Ôi, đây là đoàn cặp từ Harrods rồi, tiếng không? Đây là gian hàng của CZ, nổi tiếng rồi. CZ Airquen, CZ công ty chuyên về sản xuất súng ấm của Cộng hòa Séc, một cậu CZ Brand, cũng được CZ bắn đi. Đưa mình CZ thử nhé. Đây là Arsenal của Bulgaria. Họ giới thiệu khá ít thôi, họ giới thiệu số mẫu chủ yếu mang tính chất vũ khí của Bull, tức là có sự ảnh hưởng của Liên Xô cũ như súng chống tăng RPG-7 với một số kiểu đạn, súng trung điên, loại súng phóng lựu, súng trường, rồi ống phóng lựu tích hợp. Nhìn mô típ nhìn như AK. Nào, Lockheed Martin ở đâu ấy nhỉ? Năm nay Lockheed Martin của Mỹ có tham gia đấy. Đây là của Australia. Nói chung là năm nay thì mình đánh giá là năm nay thì có Nhật này, đặc biệt là Ấn Độ và Israel là hai cái đơn vị là trình diễn quốc tế, trình diễn cao nhất đem đến chủng loại vũ khí đa dạng nhất, mà nhiều cái hàng mà nghe nó có thể phù hợp với chúng ta nhất. Còn lại nói thẳng là Mỹ, Nga, Anh hay là Pháp, họ tham gia nói thế nào nhỉ, với quy mô rất là nhỏ, nó đến từ cái đặc tính của họ thôi, rất là khó khăn trong cái việc hợp tác với họ, không phải dễ dàng. Nó là cái sự ảnh hưởng về mặt chính trị, về mặt chính trị nữa, chứ không phải là cái câu chuyện chỉ là muốn có tiền là mua được, không hề, có tiền chưa chắc đã mua được hết, mà nó vẫn liên quan nhiều về chính trị. Họ phải bật đèn xanh hoàn toàn. Cứ bây giờ mà chính trị của họ cứ mồm thì nói là ok tôi sẽ giúp các bạn hiện đại hóa quân đội, nhưng mà chân thì bảo là tay thì lại bảo theo kiểu là các ông phải thế này phải thế kia, thì không biết nó không ổn. Cái đội của tập đoàn Thales Anh, nó có tên lửa gọi là Star Trek, có tên lửa phòng không tầm ngắn nhanh nhất thế giới luôn, bệ phóng tên lửa Vava, hiện loại này đã viện trợ cho Ukraine. Chú ý ba cái đầu của nó có 3 cái thanh xuyên. Đây là cơ chế đầu nổ của nó. Thông thường đầu nổ của tên lửa Vava nó là đầu nổ hóa mạnh,
thì ông này ông chơi hẳn là ba đạn thanh xuyên này, nó phi nhanh lắm. Cái này mình đã từng làm rồi, có gì anh em xem lại là biết. Vậy bản này đã viện trợ cho Ukraine và nó đã được sử dụng để bắn hạ thành công trực thăng tấn công Mi-28 của Nga. Ok nha, mình vẫn đang đứng trước cái gian hàng phía bên cánh phải của cổng A nhá. Nó nằm ngay cạnh gian hàng của Việt Nam tiếp theo ấy. Đấy là của gian của Thổ Nhĩ Kỳ và tập đoàn Ross, tập đoàn xuất nhập khẩu vũ khí nhà nước Liên bang Nga, Rosvoronexport. Các bạn có thể xem sơ qua tần suất khách bên Thổ thì nhìn chung là cũng có, nhưng mà nằm ở vị trí đẹp cho nên là các sĩ quan của quân đội ta họ cũng xem nhiều, nhưng mà mình vẫn đang thấy là cái tập trung ở phía Nga đông hơn hẳn. Về mặt truyền thống thì thấy sẽ có thể là tập trung bên phía Nga và xem xét rồi hỏi han nhiều lắm, còn ở bên phía Thổ thì xem cho biết. Nói thật sự là phải nói là như vậy. Thổ thì họ lần này họ cũng đem đến cái triển lãm của mình các một số cái mẫu súng trường, súng cho bắn tỉa tiểu liên, một số kiểu mẫu đạn pháo, rồi là pháo tự hành, rồi các cụm súng máy. Nhìn chung là Thổ thì họ cũng mạnh ở một số thế mạnh. Tuy nhiên là nếu mà nói về mặt hợp tác với Việt Nam thì ta và họ hiếm khi có những cái hợp tác lớn, ít khi. Mọi thứ vẫn chỉ mới là ở mức gọi là tham khảo thôi. Họ cũng tất nhiên họ đưa đến đây họ cũng chỉ đưa tính chất tham khảo, bởi vì ví dụ như là một số dòng sản phẩm của họ, ví dụ như là súng trường thì nói thế thôi. Có lẽ là họ cũng biết rằng là hiện nay chúng ta cũng đang thúc đẩy mạnh cái việc phát triển công nghiệp quốc phòng nội địa, và đặc biệt là làm chủ hoàn toàn cái công nghệ súng bộ binh, và có những quyết tâm rất là lớn khi mà mua dây chuyền công nghệ của Israel, cho nên là việc họ đưa đến đây có thể chúng ta cũng sẽ mua, nhưng cái số lượng sẽ rất ít và chỉ trang bị hạn chế. Ví dụ như là đội súng ống Liên Hợp Quốc trong đội tuyển bắn súng quốc gia, đội tuyển bắn súng của Quân đội Nhân dân Việt Nam chẳng hạn, sở hữu rất nhiều cái súng, có chăng của chỉ đến thế thôi, chứ còn bảo là chọn mẫu súng của Thổ Nhĩ Kỳ làm súng tiêu chuẩn của chúng ta thì chắc chắn là không. Có lại đạn pháo cũng thế, đạn pháo của họ là theo tiêu chuẩn NATO, còn đạn pháo của ta lại theo tiêu chuẩn ASO, và bây giờ đổi đạn pháo thì rất là khó, nó còn liên quan đến cả cỡ nòng, các pháo tự hành như thế. Để mà bây giờ mà chúng ta mua một khẩu pháo 155 đi chuẩn NATO, nó là cả một câu chuyện rất dài. Đấy, cho nên là nói gì thì nói cũng chỉ là tham khảo thôi. Tuy nhiên cũng rất là đáng ca ngợi là họ đã đưa khá nhiều chủng loại vũ khí trang bị đến nước ta. Còn cái gian hàng của tập đoàn Rosvoronexport, cái này thì chắc là phải tầm trưa mình sẽ quay trở lại mình nói kỹ hơn, có một số thứ mình có thể quan tâm. Nhưng mà về cơ bản thì hôm nay họ đang đông quá mà bây giờ vào chém gió thì không ổn lắm anh em ạ. Vào chém gió thì mẹ toàn sĩ quan nữa, xin lỗi các bạn, toàn sĩ quan cấp cao như thế này mẹ vào chém gió coi chừng lại. Ok, nhưng tuy nhiên là mình sẽ cố gắng lát nữa mình sẽ cố gắng nói kỹ hơn, nhưng mà cơ bản là tham khảo nhá, thì nó sẽ có là súng ống này, một số cái mô hình máy bay này, và một số hình xe tăng và tàu chiến. Nhưng quy mô của họ năm nay là tương đối thấp, nó phải gọi là tương đối ít. Cũng không hiểu vì sao là năm nay mình có thể là mình đã mời họ khá lâu mà họ chỉ đem đến cái số này thôi. Đây là mang tiếng là tập đoàn xuất khẩu vũ khí nhà nước, họ chỉ mang đến số này thôi là quá ít so với những gì mà họ tuyên bố, ví dụ như là Su-57E hay là trực thăng K-52, máy bay IL-76 MD-90A-AE.
mà họ, cái số mà họ mang đến thì thực ra là nói về mặt mô hình thì khá ít. Ví dụ như có cái mô hình là xe tăng T90MS này, xe trên tốc bộ binh, quên, chỉ có xe tăng bơi 2S25 Spirit SDM1 đấy, UAV Orkland 10 tiêm kích Su-35S, hai mô hình chống chiến, một là đề án 22800 Karakut và đề án 11661 Kepard 3.9, một số cái mô hình khác. Ngoài ra thì họ còn hai đơn vị đang tham gia nữa là công gọi là Technodica với cả tập đoàn công nghệ Rostec, thì nó nằm ở phía sau. Nó nói chung là mình đánh giá là năm nay Nga tham gia một cách tương đối hạn chế, không hiểu là có vấn đề gì không. Về mặt nếu trưng bày về mặt mô hình thì mình nghĩ chẳng có vấn đề gì đâu, nhưng chắc là ở đây sẽ có một ẩn ý gì đó, ẩn ý gì thì cũng không rõ được. Ok, chúng ta sẽ đi tiếp đi. Đây, tập đoàn máy bay thống nhất Nga. Nhưng mà tới cái tập đoàn trở đánh này họ trưng bày rất ít mô hình, mà chủ yếu là cái bộ phận Technodynamica chuyên về súng ống đạn dược, ví dụ đạn pháo tăng. Thức thời đấy, họ trưng bày đạn pháo cho xe tăng T-62 115 ly 3 UOF-37 cho nòng pháo U5TS 115 ly trên xe tăng T-62, rồi là đạn đạn xuyên động năng 125 ly cho hai pháo tăng 2A46M trên xe tăng T-90. Cái loại đạn này là BM-442, đạn này còn đang test đấy, còn đang thử nghiệm. Đạn xuyên động năng 3BBM-23. Số công nghệ đạn pháo, tất nhiên đã mua đã có xe tăng thì sẽ phải cần đến đạn pháo. Họ vẫn đang chào hàng đạn pháo. Trong kia là ui, đạn 130 ly anh em ơi. Cái này chắc là vẫn tiếp tục 130 A3 UZS44R. Họ vẫn chế tạo đạn pháo cho 130 đấy. 7 ly. Họ cũng tính toán là một những theo cái mẫu vũ khí mà ta đang sử dụng. Ví dụ pháo D30 122 ly, pháo cao xạ 57 ly đây cũng vẫn có thể dùng cho pháo cao xạ phòng không 57 ly S60. 57 ly. Gọi cho đạn nổ phá mảnh có vạch đường. 76. Đây một số loại đạn rocket hàng không S8 80 ly. Quy mô nói chung là họ hướng tới, có vẻ như là họ hướng tới cái gì đó mà gần gũi hơn, thay vì những cái loại đao to bố lớn thì họ tính toán đến những cái loại thiết bị mang tính hàm lượng công nghệ cao mà chúng ta đang gặp khó khăn, ví dụ như là ngòi điện tử chẳng hạn, dùng công nghệ ngòi điện tử đấy, rồi cái đầu tự dẫn cho hệ thống ngư lôi chẳng hạn, công nghệ tự dẫn cho đồ hệ thống ngư lôi. Chúng ta đã có tính toán cả đấy, không phải không đâu, nhỏ nhưng mà số lượng lớn, hay là to mà gần như là không có gì. Đặc biệt có một cái đáng lưu ý này là họ đã đem đến triển lãm của mình cái tổ hợp pháo phản lực phóng lọc Tornado S, một phiên bản nâng cấp trên cơ sở BM-30 Smack. Thì nó là trên khung gầm Karma, gọi là xe phóng hạng nhẹ 9A524. Đấy, nhìn giống HIMARS không? Đúng là nạp theo kiểu HIMARS luôn đấy. Nạp theo kiểu HIMARS, một bệ như thế này có 6 đạn, cỡ đường kính 300 ly. Đây. Ở đây thì họ trao hàng cả đạn đạn Grad này, đạn 122 ly 9M522. Đạn 122 ly cho tổ Tornado G, tức là tăng tầm bắn lên 40 cây số, từ 20 đến 40. Nhưng mà đặc biệt thú vị là cái này. Thú vị là cái mô hình này đây, Tornado S, cái tổ hợp có tầm bắn khoảng trên 100 cây. Nó có thể bắn được một số cái công nghệ đạn tự dẫn. Đây, cái đầu đạn tự dẫn của nó đây. Nó thế nào nhỉ? Nó
Nói chung là mình thấy năm nay họ mang đến theo cái kiểu của như kiểu ứng biến ấy. Nói đi nói lại là hôm qua cũng đã làm một cái về Nga rồi, định là tối sẽ up lên, nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại chả có nhẹ để chơi các bạn Nga nhiều quá, bởi vì thực sự là không xứng với kỳ vọng của mình. Sản phẩm của họ rất là ít, thực sự luôn. Có phải cái mô hình mà cũng không đem đi được, nhìn làm phải làm như ông bạn Ấn ấy. Được cái ông Nga với ông Israel làm mô hình rất là đẹp, ông Ấn thì ông làm thôi bị xấu. À, ở đây có một cái hay này, sắp ra chính thật. Tôi đang đi tìm Nokia Lockheed Martin, không biết ở đâu. Hình như là tôi nhớ là họ có tham gia đấy, không biết ở đâu. À, ở đây có một cái hay nha. Công ty tư nhân Hebra của Việt Nam này. Hôm qua là một số bạn cực kỳ ấn tượng với cái này đây. Cái drone thả lựu đạn đây. Ukraine thì chúng ta đã thấy sự hiệu quả của drone giả lựu đạn, là giả drone dạng nhỏ. Thì năm nay là một công ty tư nhân của Việt Nam tự làm phát triển cái này, đã thu hút được cái sự chú ý rất là lớn. Đây, drone này mang 4 loại 4 chở hàng. Hay không? Tải trọng có thể lên đến 15 cân. Chúng ta sẽ ghé thăm Damen. Mấy năm nay không có nhiều dự án đóng tàu. Em đi sao công văn trước ra gửi. Tàu này thì không lạ rồi, tàu cảnh sát biển DN2000. Thiết kế của tập đoàn Damen Hà Lan và được đóng trong nhà máy đóng tàu Z189 thi công. Năm nay nhìn chung là Damen cũng không đem gì nhiều đâu. Một số mẫu tàu tuần tra ven bờ, không có gì bật nổi bật. Saima vẫn là 9113, 105, 14, 11, 115, 15. Vì có vẻ vì cái dự án Saima nó tan xương cho nên là rất là tiếc và sau cùng là hai bên cũng không đi đến được cái gì cả. Hơi buồn cho họ. Vâng, và họ tiếp tục đem đến mô hình tàu Saima 9814, cấu hình dành cho Việt Nam, và chúng ta đã từng đàm phán, tuy nhiên rất tiếc là đến những cái không đoạn cuối cùng thì hai bên không thống nhất thường, thế là hợp đồng đã bị bỏ. Một cái điều đáng tiếc từng gây sốc một thời đây. Cấu hình thì đọc lại cấu hình nhá. Có pháo hạng mà Uto Merara 76,2 ly, Super Rapid, tốc độ bắn 120 phát trên phút, tổ hợp phòng không tầm trung VLMIKA, phụ mà súng máy phụ pháo tự động 30 ly, radar gọi là radar Saima, là quen hệ thống tác chiến tổng hợp Saima. Cái radar này là cái radar là Thales Smart SMK2, có khả năng bắt bám máy bay tàng hình. Đây, ở giữa là bệ phóng tên lửa hành trình chống hạm ISOSET MM40 Block 3 do Pháp sản xuất, tầm bắn 180 km. Ở cuối là trực thăng và hangar. Kích cỡ của tàu là 99,91, dài 99,91m, rộng 14,2m và lượng giãn nước là 2.150 tấn, thủy thủ đoàn 103 người. Thiết kế tàu có thể nói là nếu mà so với Gepard thì phải nhận định thẳng thắn là nó đẹp hơn. Tuy nhiên dự án thì đã không thành, mà dù bên nhà máy ở sông Thu họ đã chuẩn bị sẵn nhà xưởng để thi công trong nước, nhưng dự án nó không đi đến đâu. Theo một số nguồn thông tin thì là hai bên đã không thống nhất được việc về bắn thử vũ khí. Một số vũ khí thì thôi, chuyện cũ bỏ qua. À, chúng ta quay lại với gian hàng của công ty Hera. Yeah.
đó là Airbus nhá. Tập đoàn Airbus, số cái sản phẩm máy bay của tập đoàn Airbus và họ cũng trưng bày màu A100 bằng. Tuy nhiên cái khả năng mà chúng ta mua được nó thì cũng không phải dễ dàng. Đó là máy bay vận tải chiến lược, tải trọng 40 tấn. Hiện nay ở Đông Nam Á thì có Indonesia họ đã mua. Còn máy bay Kasa C295 thì ta đã mua rồi, số mẫu trực thăng. Cơ bản là xong rồi đấy anh em ạ. Rồi, có lẽ là mình sẽ kết thúc cái phần và phần tổng quát gian hàng trong nhà ở đây hôm nay. Bây giờ là chúng ta sẽ đi đến cái phần liên quan đến chi tiết sâu sắc, sâu hơn thì có thể là mình sẽ up muộn hơn nhé. Ok, ở đây có cả sản phẩm Viettel Modeling Simulation, tức là về cái gì nhỉ, mô phỏng. Anh em nào mà chiều nay có thời gian thì mọi người nên vào mà xem nhé, và nếu được thử thì nên thử. Nhưng mà mình nhắc anh em là phải chú ý một cái điều, đó là năm 2019 có một cái hiện tượng là một số bạn khi mà vào xem ấy có nghịch ngợm súng ống, nghịch ngợm chĩa súng vào nhau. Cái đấy là nguyên tắc không được phép sử dụng súng ống quay ra chĩa. Và mặc dù đã súng không có đạn, súng rất an toàn không có đạn, nhưng mà không được phép nhé, tuyệt đối không được phép. Đó là vấn đề an ninh và vấn đề về ý thức đấy, nó rất là phản cảm. Cho nên anh em phải hết sức lưu ý cho mình là tuyệt đối nhá, tuyệt đối không được làm điều đấy. Anh em có thể được kiểm tra súng nhưng mà đừng nên sử dụng nó chĩa vào nhau, chĩa lên trời thôi đấy, mình phải nguyên tắc. Thì như thế thì họ mới cho mình thử, chứ không là năm ngoái là có một số trường hợp là tập đoàn Rosboron Export của Nga họ có cho phép thử súng, nhưng mà sau đấy là khi mà thấy một số anh em bắt đầu nghịch ngợm là họ cấm, họ không sử dụng nữa. Rất là thiệt thòi cho những anh em đến sau, họ không được sử dụng. Cái đấy nó là thuộc về vấn đề ý thức, mọi người phải chú ý. Ok, chúng ta kết thúc tại đây nhá. Ok, xin chào cả nhà. Cảm ơn anh em đã ủng hộ.